Cặp hoa của nó sẽ là một lần một nứa hoa. Nên bạn nào mà muốn được ngắm hoa liên tục, ngắm hoa quanh năm thì các bạn có thể trồng hồng cổ Sapa nhé. Hồng cổ Sapa hoặc là hồng đào cũng được. Nói chung là cứ là hoa hồng nó sẽ ra được hoa quanh quanh năm. Có gốc giống bán sỉ không? Em có nhá, em có hồng hồng nhỏ bán sỉ nhá. Cây như này là em bán giá 4.5 triệu nha mọi người nhá. Cây như này là em bán giá là 4.5 triệu ạ. 4.5 triệu là 4 triệu rưỡi. 4.5 triệu. Thoát thân của nó 1 mét, cây này thoát thân 1 mét, vanh của nó vanh 13 14, vanh 14 đấy ạ. Thoát thân rất là đẹp, cây gốc đẹp luôn. Thân của nó cũng gốc của nó rất là lạc nha mọi người nhá. Gốc của nó rất là lạc, hoa đẹp. Hoa đẹp sai, tông màu hoa rất là đậm đẹp. Hồng cổ Sapa. Hồng cổ Sapa là một trong cũng những giống hồng cổ đẹp nhất, được yêu thích nhất, được săn lùng nhiều nhất đấy ạ. Em quay gần một bông hoa cho người xem đây ạ. Tông màu nó rất là đẹp nhá, màu hồng đậm nhá. Bác nào mà đang về nhà mới, chuẩn bị về nhà mới và các bác muốn trồng một cây hoa hồng trước cửa nhà thì hồng cổ Sapa là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo luôn. Đây là tông màu của em nó đấy ạ, màu hồng đậm nhá. Hồng cổ Sapa thì nó được cái tông màu, nó là tông màu nó đẹp nhất trong tất cả các loại hoa hồng. Bác nào hồng đào cổ thì tông màu nó lại hơi nhạt một chút xíu, nhưng mà nó ưu điểm của hồng đào thì nó lại khỏe, nó rất là khỏe. Còn hồng cổ Sapa này đấy, hoa nó rất là đậm và đẹp, hoa nó rất là đậm và đẹp nhá. Cây này thì em bán giá 4.5 triệu nhá mọi người nhá. 4.5 triệu. Cây này là trồng trong chậu lục giác 86. Cây này hiện tại đang trồng trong chậu lục giác 86. Vành gốc của nó vào khoảng 14-15. Thoát thân 1 mét, tán nó sải tay. Cao cả cây khoảng 2 mét rưỡi. Cây cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn ạ. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn, chụp ảnh màn hình xong gửi vào Zalo. Số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn, chụp ảnh màn hình giúp em. Gửi vào Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Giá của cây này rất là bình dân, chỉ có 4.5 triệu thôi. 4.5 triệu. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này cũng là cây hồng cổ Sapa nhé các bạn nhé. Chào chị Thủy ạ, chào bạn Ngọc Nhân. Khu chợ Lào của Hưng Yên ạ. Mình ở lại ốc Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên nhé các bạn nhé. Văn Giang, Hưng Yên ạ. Các bạn mua hàng các bạn có thể chốt tối tư vấn tình cảm nhé. Thế tóm lại là đã chia tay người yêu chưa? Thôi rồi, tối nay lại chương trình tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình cho các bạn mà mới biết yêu. Đây ạ. Cây này, cây tiếp theo, cây này cũng là cây hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Cây này cũng là cây hồng cổ Sapa, tán của nó rất là dày và đẹp. Cao cây này là khoảng 2 mét. Cây này thì giá của nó rẻ hơn những cây kia. Cây này giá của nó chỉ có 4 triệu thôi ạ. Cây này giá của nó chỉ có 4 triệu thôi, hồng cổ Sapa nhá. Hồng cổ Sapa. Cây này giá rẻ, cây này thì giá rẻ hơn các cây kia một chút xíu. Đây cũng là hồng cổ Sapa nhá. Giá mình bán là giá bán tại vườn, chưa có ship nhá mọi người nhá. Giá bán tại vườn chưa có ship ạ. Có người yêu đâu mà chia tay em ơi. Có mấy bạn ấy, có mấy bạn trong gọi là fan của cái trang góp nhà cắt đá đó. Các bạn ấy chia tay người yêu thì bạn ấy đang bảo tối tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình như các bạn ấy. Đây nhá, tông màu của hồng cổ Sapa. Cái hồng cổ Sapa này nó rất là hay đây này. Nó sẽ lở hoa tùy theo thời tiết nhá. Ví dụ cái ngày mà nó lở hoa và trúng vào hôm mưa thì bông hoa sẽ nhạt màu. Còn ngày mà bông hoa nó lở ra rồi vào hôm nắng thì bông hoa sẽ đậm màu. Đây mọi người nhìn nhá, đây đều là bông hồng cổ Sapa. Bông này cũng là hồng cổ Sapa và bông này cũng là hồng cổ Sapa, nhưng mà bông này thì nó nhạt hơn, bông này đậm hơn. Một đặc điểm của nó là khi mà cái hoa hồng này, khi mà thời tiết nó nở ấy, khi mà nó nở ra mà đúng vào những hôm mà trời nó mưa, xong là nó mưa nhiều ấy, thì là nó sẽ ra được cái tông màu này. Còn hôm nào mà trời nắng to, nắng đẹp, nắng giòn giã thì nó sẽ ra được màu như này. Màu sắc của hoa nó sẽ phụ thuộc vào nhiều vào thời tiết nhá. Về form hoa thì nó không có gì thay đổi cả. Form hoa và cách xếp cánh hoa thì nó ra lại đều như nhau. Nhưng mà thời tiết ví dụ nắng quá hoặc là mưa nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng đến màu và form hoa nhá. Ví dụ như hai cây này này, hai bông này là cùng là bông hồng cổ Sapa. Nhưng mà nếu mà ra được vào thời tiết nắng và hôm nắng, nắng đẹp thì nó sẽ ra được bông hoa màu đậm màu hơn. Còn cây này cũng là hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Cây này thì
giá bán của nó là 4 triệu một cây nhá mọi người nhá, 4 triệu ạ. Ai ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại của em là 0964